Đánh giá phiên trả lời chất vấn ngày hôm nay của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, nhiều cử tri đánh giá cao sự quan tâm của đại biểu Quốc hội về các chính sách về văn hóa, chính sách phục hồi du lịch sau Covid-19 và giai đoạn hiện nay. Phần trả lời đi thẳng vào vấn đề, ghi nhận thiếu sót và đề ra các giải pháp kịp thời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhận được sự đồng tình của người dân. Đánh giá cao cái sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội các tỉnh thành trong việc là đặt ra những cái câu hỏi rất là thiết thực liên quan về chính sách, làm sao chúng ta đưa ra các giải pháp và đặt ra những cái vấn đề mà đang còn đang tồn đọng đối với hoạt động du lịch trong giai đoạn hiện nay. Chứ là giai đoạn chúng ta đang tập trung vào cái việc là phục hồi lại hoạt động du lịch cũng như là trong cái quá trình cạnh tranh với lại khu vực thì có những cái động thái như thế nào. Thì tôi hài lòng với những cái nội dung câu hỏi mà của đại biểu các đại biểu Quốc hội của các tỉnh thành đặt ra. Và trong đó có những vấn đề là Bộ trưởng cũng đã trả lời và giải quyết được. Ví dụ liên quan về chính sách là về visa, đó là những vấn đề liên quan với những cái thủ tục mà liên quan tới cái nhiều ban ngành và chúng ta phải xem xét từ góc độ khác nhau. Trong ý kiến trả lời chất vấn của Bộ trưởng, có nói về việc công tác tuyên truyền, vận động để các chủ thể văn hóa yêu thích và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi rất là đồng ý với quan điểm của Bộ trưởng, tuy nhiên cũng chưa thấy Bộ trưởng nói rõ về các cái dự án hỗ trợ cho các chủ thể này. Bởi có hỗ trợ sẽ tạo động lực cũng như là thêm kinh phí để họ có điều kiện tôn tạo, bảo dưỡng hoặc là cái duy trì hoạt động. Tôi cũng theo dõi cái chất vấn của hôm nay của Bộ trưởng và tôi rất là đồng tình của những cái ý kiến của Bộ trưởng đã đưa ra, và cũng nhìn nhận ở góc độ của một Bộ trưởng đánh giá về những cái khó khăn hiện nay của Bộ. Và bên cạnh đó, tôi quan điểm tôi thì tôi cũng mong muốn phát huy được trong thời gian tới về những cái sản phẩm của du lịch, đó là những tiềm năng chúng ta đang có. Và sau cái Covid của từ năm 2022 trở đi thì du lịch đang trên đà phát triển. Một cử tri cũng mong muốn là trong thời gian tới thì sẽ được sự quan tâm nhiều hơn nữa, đặc biệt là xây dựng hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi xây dựng các nhà văn hóa ở cái mức mà hỗ trợ cao hơn.